Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Phong Cách của đài truyền hình IBC trên băng tần 57.8 cũng như là trên hệ thống toàn cầu Roku. Kính thưa quý vị, đây là một môn thể thao giải trí, trở lại với môn thể thao golfing, là một môn được chơi rất là nhẹ nhàng, thư giãn mà còn tốt cho những lần gặp gỡ của những người bạn hay là cho những người thương gia. Và hôm nay trong chương trình này, chương trình về golf, Thảo Ly đã mời được một người chuyên gia về golf và xin mời quý vị gặp gỡ với ông John Woodman sau đây, là người đã có kinh nghiệm khá lâu trong môn thể thao này. Hello Mr. John Woodman, it's very nice to see you here today and thank you so much for coming to our show today. And please say hi to our audience. Hello, great to be here. Thank you very much for having me. And John, how long have you been playing? Well, I've been playing golf since I was 11 years old. I was in fifth grade. It was summertime between fifth and sixth grade, and so that makes it 32 years I've been playing golf. 32 years, and how many times have you been playing? I probably have played over 1,000 rounds of golf. 1,000? How do you know that number? Like, you play every month? Well, I probably play closer to every week, so wow. That's close to 50 times a year. À, kính thưa quý vị, ông John đã bắt đầu chơi golf từ lúc ông 11 tuổi, là khoảng lớp 5, lớp 6, vào cái thời điểm mùa hè đó thì ông bắt đầu đã tham gia vào cái môn thể thao golf và ông nói là ông đã chơi hơn khoảng 1.000 lần, là bởi vì mỗi tháng ông cũng đều chơi ít nhất là 1-2 lần và nhân cái số lên là khoảng 30 năm thì ông đã chơi golf rất là nhiều lần rồi. Người mà ông hâm mộ nhất trong môn thể thao golf là ai thì ông nói là bao gồm có Bubba Watson hay là Tiger Woods. But why do you like Bubba Watson so much? You know, Bubba Watson's one of those guys that inspires you to play really well. He's someone who never took a golf lesson. Wow, interesting. And on the golf course or away from the golf course, everything he does seems to be high class and really nice to people. So you mean he's really good? Inside and outside. Yep, definitely. On and off. So kính thưa quý vị, ông nói một trong những người mà ông thích nhất là Bubba Watson. Lý do là bởi vì anh chàng này chưa bao giờ có luyện tập qua một cái lớp học chính thức trong môn thể thao golf này. Nhưng mà bởi vì lòng đam mê thì anh này đã tự tập rất là nhiều và cuối cùng đã đứng trên bảng top golf. How do you feel when you play golf 20 years, 30 years ago and now? Well, you know, I've always loved being out on a golf course. If you've ever seen a golf course, it's like a beautiful park. Yeah, it's a great right. place to be. Beautiful trees. Usually you play when the weather's nice. There's lakes and ponds and rivers. So, of course, yeah. You know, it's just a wonderful place to be. And then you're playing your favorite sport, always trying to get better. Just like any sport, anybody who plays it wants to get better and better at it. So you never feel like you've conquered it. You always got to go out and beat the last time you played and just keep playing better. It's a lot of fun. Kính thưa quý vị, mặc dù ông John đã chơi golf có khoảng là gần 30, hơn 30 năm nay rồi, nhưng mà mỗi lần ông đi ra sân golf thì cảm thấy một cảm giác rất là thư giãn, một cái không khí trong lành đó, cộng với việc là rất là challenge, tức nghĩa là mỗi lần chơi được cảm thấy mình có thể chơi tốt hơn lần tới, cho nên ông cứ cố gắng chơi và đó là một cái niềm đam mê rất là lớn cho những cầu thủ golf. Và sân golf thì chắc chắn là lúc nào cũng nhìn thấy, quý vị thấy là những cái bãi cỏ xanh cũng như là những tiếng chim hót hay là những cái phong cảnh rất là tự nhiên ở bên ngoài, làm cho chúng ta có một cảm giác rất là nhẹ nhàng khi mà chơi và rất là thư thả. And are there any Asian golfers? Well, there are Asian golfers. Tiger Woods happens to be, his mother is Thai, so he's half Thai. Close to Vietnamese. Yeah, well, that's pretty close. Yeah. 40 Korean women on that tour and they're really the best in the LPGA. Thảo Ly vừa hỏi ông là thấy rất là nhiều những người châu Âu chơi golf, nhưng mà có những người châu Á nào thường chơi golf là được nổi tiếng không? Thì ông nói là dĩ nhiên là có rồi, một người rất là đặc biệt đó là Tiger Woods. Kính thưa quý vị, anh Tiger Woods này là một anh chàng chơi golf hầu như là đứng bảng xếp hạng đầu trong tất cả những cuộc đấu về golf, mà anh là có một chút xíu máu là phân nửa là người Á Châu và phân nửa là người Phi Châu, nhưng mà anh là người Mỹ. Và John còn chia sẻ rằng là có rất nhiều sân golf trên toàn thế giới và những khu vực Á Châu như là ở Trung Quốc hay Hàn Quốc. And I also know that there's some big golf course in Vietnam, like in Nha Trang, in some other city. And do you have any wish to help for the Vietnamese golfer? Well, I do. I would love to see Vietnamese golfer on the PGA Tour someday. So
I hope a program like yours encourages moms and dads to get a set of clubs for their kids to play, get out there on the driving range and learn how to play the game of golf. Yeah, it's very cute to see a kid wearing golf, golf outfit, yeah. I would say, and bring their golf clubs. That's right. Vâng, thưa quý vị, Thảo Ly còn hỏi ông là ông có cái ước nguyện gì, có thể giúp được gì cho những người Việt Nam muốn chơi golf, thì ông nói là ông rất là muốn đem cái bộ môn golf này đến cho cộng đồng của người Việt. Mà đặc biệt là cái chương trình Thông Phong Cách này, hy vọng là khi xem qua thì quý vị sẽ khuyến khích hay là giúp cho các em nhỏ cùng thưởng thức, cùng chơi cái môn golf này, thử để cho các em biết như thế nào. Bởi vì đây là một bộ môn có tính chất là cá nhân, tức nghĩa là không có sự cạnh tranh trong một cái đội, tức nghĩa là những em nào mà không có thể ở trong một đội banh với rất là nhiều người mà các em theo không kịp, thì môn golf sẽ giúp cho các em học từng bước chậm mà không có bất cứ một cái sự căng thẳng hay là pressure nào. Và hy vọng rằng trong chương trình này nghe qua thì những bậc phụ huynh sẽ giúp cho các em biết thêm về môn golf. And, you know, there's this thing, no one want to look funny when they just started playing a game or right. in a new environment, right? Right. That's why I need some of your advice here today for the appearance, for the look, that how people should dress, or sure. The fashion, or the way they should do in the golf course. Sure. Well, you know, a shirt like yours is perfect. I'm wearing mm-hmm. a golf shirt too. Mm-hmm. You look great in the sporty skirt. Thank you. Men typically wear either pants mm-hmm. or shorts, but I would recommend turning on the TV and watching a professional golf tournament or yeah. a ladies' professional golf tournament. There's a channel on TV, the golf channel. They can mm-hmm. go and they can see what people are wearing. Right. Or you can go to a golf course and see what clothes they sell there. But typically, the golf courses require a collared shirt, mm-hmm. Golf shirt, and a pair of shorts. Right. Kính thưa quý vị, Thảo Lê muốn nói rằng là bởi vì có nhiều người rất là muốn tham gia vào môn golf nhưng mà không biết mình phải làm gì ngoài sân golf, mà đặc biệt là không ai muốn nhìn mình có vẻ khác biệt với người khác khi mà tham gia một môn thể thao nào đó. Dĩ nhiên là những người nào mới vừa tham gia thì không thể biết là họ sẽ mặc đồ gì và làm như thế nào. Thì ông John đã có cái lời khuyên là chúng ta có thể mở TV lên xem những cái buổi đánh golf mà chuyên nghiệp, xem cho những người mà những người mà vận động viên hay là những người chơi golf mặc đồ như thế nào, hay là chúng ta cũng có thể đến với những cái sân golf mà nơi có những cái tiệm bán đồ ở trong đó, tức là cái golf shop, hay là and we can also go to Roger Dunn for taking a look at that, right? Yeah, Roger Dunn. Và chúng ta có thể đến những cửa tiệm bán golf, đồ golf như là Roger Dunn để xem qua cái trang phục mà chúng ta muốn đi đến sân golf mặc như thế nào. Ví dụ như là chiếc áo mà Thảo Ly đang mặc hay là ông John đang mặc đây có bầu áo. Và thường thì người đánh golf không có mặc những cái áo thun mà cổ tròn, mà thường phải có cái bầu áo. Đó là một cái phép lịch sự. Và đồng thời chúng ta có thể mặc quần dài, một cái quần golf. How do you call this? Like a golf pants or just a regular pants? They're just regular pants, full-length pants. I would recommend, you know, usually play when it's nice and warm, probably a nice pair of shorts. Tức nghĩa là tùy theo cái điều kiện thời tiết như thế nào mà chúng ta mặc chiếc quần dài như là ông John đang mặc đây, hoặc là những cái quần short nhưng mà không có ngắn quá. It's not too short, right? Well, short would well. About knee length. Yeah, nếu như chúng ta có thấy nóng được quá thì có thể mặc những chiếc quần lở, cái quần mà để đi đánh golf. Hay là phụ nữ có thể mặc cái những cái váy, những cái skirt để mà ra and ngoài a hat and sunscreen. Và dĩ nhiên là không nên quên một cái nón và kem chống nắng nữa, bởi vì lúc nào chúng ta đánh golf ngoài trời thì cũng sẽ rất là bị nóng và có nhiều ánh sáng chiếu vào chúng ta, thì giữ cho tránh ánh sáng càng nhiều thì tốt cho da của chúng ta. And you know, I would like you to do some demonstration sure. golf swing. Okay. All right. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì Thảo Ly xin được mời quý vị theo dõi những cái động tác, những cái di chuyển của ông John như thế nào trong cái bộ môn golf này, để chúng ta có thể chia sẻ một số chi tiết về môn golf, không chỉ là chỉ nghe về thông tin thôi, nhưng mà quý vị cũng sẽ nhìn thấy những hình ảnh của ông. Ok. Có rất là nhiều tư thế để mà đánh golf, nhưng mà quan trọng là làm như thế nào để cho phối hợp đôi mắt và những cái động tác tay chân của chúng ta để có được những cái cú đánh thật là hay, và có thể đến với những cái chỗ để thực tập đánh golf như là cái driving range, là nơi để chúng ta thực tập đánh những cái cú đánh để sau đó có thể đánh giỏi hơn. Và trước tiên là cần phải có cái vị trí cầm
cái cây golf như thế nào, cái cây gậy để chúng ta có thể một cái tư thế vững chắc. Some people và hai ngón tay cũng như là hai bàn tay cũng nên thắt chặt vào nhau để có thể giữ cho cái cây golf được chắc hơn. Then you want to make sure that when you set up that you evenly distribute your weight on both your right and left foot for good balance. Và một điều quan trọng khác đó là giữ cho cơ thể cân bằng bằng cách là đứng hai chân làm sao như thế nào để mà bên trái và bên phải đều với nhau. So then when you start practicing hitting balls, you want to take a nice slow backswing. Và khi chúng ta bắt đầu đánh, chuẩn bị đánh vào trái quả bóng thì chúng ta nên dùng cái cây gậy và đánh lên như thế nào với một cách nhẹ nhàng nhưng mà chính xác. Make sure you keep your head down phải, and swing down and đầu, hit the ball. Tư thế đầu nhìn xuống và đánh cây gậy chính xác vào trong quả bóng. Và sau khi quả bóng đã bay đi rồi thì tư thế đầu vẫn phải nghiêng xuống để theo dõi và nhìn theo quả bóng nhưng mà không có di chuyển qua trái qua phải. Và cách quan trọng nhất để mà trở nên giỏi hơn và chơi có thể chơi thường xuyên được một môn golf là thực tập và luyện tập cứ mỗi ngày hay là mỗi tuần đi ra ngoài sân cỏ để mà đánh vào quả banh và sau đó chúng ta sẽ cảm thấy được sự khác biệt mỗi ngày. There's many different aspects to the game. There's hitting balls off of the tee, the fairway, putting on the green, there's sand traps, and the rough on both sides of the fairway and trees. So there's an endless number of different shots that you will have to practice, and the best way to do it is to practice and play as much golf as you can. There's a lot of frustration when you play golf at any level, but it's an awful lot of fun and a great way to spend time with friends and family. Bởi vì có rất là nhiều điểm và nhiều kiểu cách và nơi để chơi golf, từ khu vực xanh đến những khu vực dài rộng như thế nào. Có rất là nhiều cách chơi làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó khăn và có nhiều khi là rất là bực bội bởi vì không đánh được giỏi từng nơi. Nhưng mà điều quan trọng là chỉ cần thực tập, cần chơi golf mỗi ngày thường xuyên hay là bất cứ khi nào chúng ta có thời gian thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ dễ dàng hơn và chỉ có một nguyên tắc chung đó là cách đứng cân bằng như thế nào hay là cách cầm cây gậy. Một khi mà đánh được trái banh rồi thì bất cứ ở địa hình hay là địa điểm nào chúng ta cũng đều có thể chơi golf được một cách dễ dàng và đó là một cái thời gian rất là quý báu để mà chúng ta có thể cùng chia sẻ thời gian với bạn bè, gia đình và người thân. Well, I encourage you to go out there and enjoy the game and take your kids with you and someday there's going to be a professional golfer from Vietnam. I promise. Yes, John, we will do that. Vâng, và kính thưa quý vị, ông John chia sẻ rằng là ông hy vọng sẽ nhìn thấy quý vị cùng ra sân golf để chơi cùng thưởng thức cũng như là mang những em nhỏ và trong tương lai ông sẽ thấy được nhiều người Việt Nam ở trên sân cỏ. Quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình Phong Cách chủ đề về golf lần sau thì chúng ta sẽ nói thêm về những chi tiết sâu hơn về những bài học đánh golf với các chuyên gia của chúng ta. Và trước khi chia tay với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, cùng với đài truyền hình IBC, Thảo Ly xin cảm ơn đến những nguồn kiến thức mà chúng tôi đã dùng để chia sẻ với quý vị trong chương trình. Đó là từ tổ chức The RNA, St. Andrew's Golf Governing Body, tổ chức USGA, The United States of Golf Association, The National Governing Body of Golf và The International Golf Federation. Và mọi chi tiết, đóng góp cũng như là chia sẻ ý kiến, xin quý vị gửi email đến cho chương trình ở địa chỉ là phongcach578@yahoo.com hay là lifestyle578@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. And once again, John, thank you so much for coming to our show today. Do you have some things to say to our audience? Well, it's been nice to meet you. This is an exciting thing to share the game of golf with other people. And come on. Và xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.